chưa? Đấy. Đấy nha. Không ấy được máy quay nó ngược sáng cho nên là mình cũng phải quay này. Đấy, thấy chưa, đẹp chưa? Wow, đẹp quá luôn nha. Đấy. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Xin giới thiệu với cả nhà, đây là cây hoa giấy ở trên ban công chung cư nhá. Hôm nay mình sẽ tiến hành cắt tỉa cành và mình cắt lá để cho nó ra lộc mầm mới và tiến tới để chuẩn bị cho cái đợt hoa của Tết năm 2021. Đấy. Tức là cách để chăm sóc cây cây hoa giấy ở ban công chung cư này của mình để cho nó ra hoa đúng vào dịp Tết Nguyên Đán nhá. Đấy, bây giờ là đang là tháng 20 tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch và dương thì bây giờ nó là đang là đầu tháng 10 năm 2020. Thế mình sẽ tiến hành bây giờ bởi vì là cái nó cũng đang có hoa đấy nhưng mà bây giờ mình sẽ tiến hành cắt hết bỏ cái lá này đi để cho nó ra một cái lứa lộc, lứa dăm mới thật dày. Đấy. Đây nhá. Đang rất nhiều hoa các bạn. Đấy, đang rất nhiều hoa. Rồi cắt bỏ. Bây giờ mình muốn làm dăm ấy thì mình đầu tiên mình phải cắt. Mình phải cắt đã. Đây các bạn, cho các bạn nhìn xem đấy. Bắt đầu cắt rồi nhá. Đấy, cả hoa cả lá. Thế để mà cắt để tạo cho dăm đẹp thì đầu tiên chúng ta phải cắt định hình đã. Sau khi cắt định hình cái tán của nó như thế này, mình tán nó buông nó thả như thế này. Đấy, bây giờ cái ngọn về nó đang mọc dần dần về phía bên tay phải. Thế xong là bây giờ mình cắt định hình xong, mình sẽ tiến hành mình tỉa bỏ lá. Mục đích của việc tỉa lá là để cho cái mầm chăm sóc tốt, để cái mầm nó bật ra nhiều cái tay dăm để cho cây nó sum suê. Sau khi mà tỉa xong lá thì bây giờ đang là tháng 8 âm lịch, cuối tháng 8 âm lịch thì mình sẽ chăm sóc để cho nó nảy 1-2 đợt lộc nữa, lộc cho cái tay dăm nó dày lên. Thế trong vòng độ khoảng đến khoảng tháng 10 thì mình sẽ tiến hành cắt nước để cho cây nó ép cho nó ra hoa vào đúng dịp Tết năm nay. Đấy, đẹp chưa? Rất là đẹp nha. Mình là giờ người để chơi hoa thôi nhá, chơi hoa và đam mê hoa thôi. Cũng học hỏi ở trên mạng rất là nhiều người, nhiều các bạn. Cho nên là có tiến hành làm vui, chơi chơi nên quay video để giải trí. Mục đích quay video giải trí phục vụ mọi người nhá. Mọi người có thể là xem video và có những ý tưởng hay thì comment ở dưới, like, share và có thể đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Mình xin cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi cắt. Vừa cắt vừa quay vừa cắt cũng khó các bạn ạ. Đấy. Này. Tỉa hết bỏ cái lá đi nhá. Thì lá thì nó mới tức nó mới ra hoa nhá. À nó ra mầm nhá. Chúng ta mà không bấm bỏ lá này thì nó không ra mầm. Sau khi chúng ta cắt tỉa bỏ lá thì chúng ta sẽ chăm sóc tốt, tưới nước, tưới phân mà. Nó lên, nó khỏe lên thì là bắt đầu nó tay dăm nó dày lên. Lúc đấy chúng ta bắt đầu tiến hành ép nó để cho nó ra hoa. Đấy.
cũng mệt phết các bạn ạ. Làm không đơn giản đâu. Nên mình lại làm ở trên cao này. Trên cao này càng khó luôn. Nhưng mà không làm thì nó sẽ không đạt được. Vặt hết lá cây cây này thì chắc là dự kiến khéo phải để hết cả ngày nay. Cả ngày nay mới hết được. Mệt phết đấy. Cái này nó ở trên cao cho nên là phải đứng lên cao thì cũng ghê. Thế nên là cắt cũng phải từ từ. Đó. Rất là nhiều. Đấy, tí nữa mình phải cắt trụi hết thế này. Nhưng ôi, nhiều lắm nhỉ. Quá nhiều luôn. Quay đi. Ở trên cao thì gió sợ lắm. Thế nên là thôi cắt qua qua thôi. Đang mưa và gió nhé. Chúng ta mà cắt được trụi hết lá này thì sẽ sau mỗi cái đầu mắt lá này là nó sẽ bật ra một cái mầm. Thì cái răm nó sẽ dày lên. Thì hoa giấy của chúng ta sẽ rất là đẹp. Nhưng bởi vì là đang cơn mưa rông. Ở đây trên cao không có trụi thì cũng sợ. Cắt tỉa tỉa. Mình cắt qua tỉa tỉa. Chắc là chỉ hơn tí không thể kỹ hơn được. Nếu mà hoa giấy mà cây mà ở dưới đất ấy, các bạn có thể đứng nên các bạn cắt cả ngày được. Còn cắt trụ sạch lá có thể lá sau đấy thì trong nó sẽ tuyệt vời luôn. Vặt bỏ lá để tạo răm nhá. Cắt định hình xong vặt bỏ lá, vặt vợi bỏ lá để tạo răm cành cho cái cây hoa giấy này. Hoa giấy này leo ban công này. Đấy, leo ban công chung cư ạ. Đây ban công chung cư rất cao nhá. Tầng rất cao đó. Mình cho nó bò lên hiên xong bắt đầu mình vặt sạch lá đi. Đấy, cho đợt tới này nó răm nó sẽ dày lên để gây dựng lứa hoa mới.